Giấc ngủ ngon hơn cả uống linh đan thần dược. Một trong điều quan trọng nhất để sống khỏe và trường thọ 80% liên quan tới giấc ngủ của bạn. Hãy học cách ngủ dưỡng sinh của cổ nhân, tư thế đúng, phương hướng chuẩn. Nhìn từ góc độ y học cổ truyền, một số thói quen sinh hoạt bình thường đơn giản nhất lại có thể giúp đạt đến mục đích thân thể khỏe mạnh không phải thuốc tốt lại hơn thuốc tốt kiên trì thực hành một số bí quyết dưỡng sinh của trung y dưới đây sẽ có thể kéo dài tuổi thọ ngủ ngon mỗi đêm một đại tiện sau khi ngủ dậy trung y chủ trương quan niệm dưỡng sinh là thiên nhân hợp nhất thói quen sinh hoạt phải thuận theo quy luật tự nhiên Buổi sáng từ 5 đến 7 giờ là thời gian sức hoạt động của ruột già trong cơ thể người mạnh nhất, nên tập thói quen đại tiện vào buổi sáng sớm. Nếu như không thể dậy sớm, ruột già sẽ không thể hoàn thành tốt chức năng thải cặn bã, độc tố ở trong cơ thể tích lại sẽ dẫn đến các bệnh táo bón, mụn nhọt phát tác. 7 đến 9 giờ sáng là lúc dương khí cơ thể người mạnh nhất ăn bữa sáng vào giờ này cũng dễ tiêu hóa nhất. Một bữa ăn sáng đủ chất có thể giúp con người suy nghĩ nhanh nhạy, phản ứng linh hoạt, nâng cao khả năng ghi nhớ và hiệu suất làm việc, giả lại sẽ không có nguy cơ bị béo. 2. Ăn ngũ cốc Trong nội kinh đã chỉ ra kết cấu của bữa ăn là ngũ cốc để dưỡng, rau xanh bổ sung, ăn thịt có lợi, Hoa quả hỗ trợ ngũ cốc là thức ăn chủ yếu nuôi dưỡng cơ thể các loại thịt là thức ăn bổ ích cho cơ thể rau xanh là thức ăn chủ yếu bổ sung vitamin và khoáng chất hoa quả là thức ăn bổ trợ thêm chất dinh dưỡng chú ý sự phối hợp của các loại thức ăn với nhau không thể thay thế cho nhau được có một số người cho rằng giảm cân không ăn thịt và ngũ cốc mà dùng rau quả để thay thế dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng và làm tổn hại dạ dày, chức năng gan thận. 4. Món ăn bài thuốc phải căn cứ theo thể chất. Thức ăn điều trị khác nhau thích hợp với thể chất khác nhau, không thể lạm dụng. Nếu cơ thể âm suy, thì dùng thức ăn bổ âm như hải sâm, thịt dịch, bào ngư cà chua mía cần tây quả lê rau chân dịch cùng với các loại dược liệu trung y như bắc sa sâm ngọc trúc tây dương sâm hoàng tinh bách hợp thạch học sơn dược địa hoàng nếu như ăn thức ăn bài thuốc ấm nóng như canh gà thập toàn đại bổ sẽ làm gia tăng âm suy ngược lại làm giảm khả năng miễn dịch xuất hiện triệu chứng đau họng nổi mụn. Nhưng người bị ho do cảm lạnh, nổi mụn có mũ ngoài da không được tẩm bổ. 4. Mỗi ngày vận động 30 phút. Thời gian vận động tốt nhất là buổi sáng, có thể gia tăng dương khí trong cơ thể, tăng cường chức năng miễn dịch cho cơ thể. Vận động cũng cần phải căn cứ theo thể chất, tuổi tác cá nhân để quyết định, không được quá sức nên lựa chọn lượng vận động ít hoặc phương pháp vận động thích hợp như đi dạo, chạy bộ, tập thái cực quyền, luyện khí công. Năm, năm mỗi ngày vận động 30 phút có thể phòng tránh bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh loãng xương, béo phì, trầm cảm. 6. Bỏ thuốc lá và rượu một điếu thuốc lá có thể sản sinh hơn 4.000 loại vật chất hóa học, trong đó có 40 mấy loại sẽ gây ung thư. Bỏ thói quen thuốc không chỉ có lợi cho sức khỏe của bản thân, còn là biểu hiện yêu thương người nhà. Uống quá nhiều rượu rất dễ mắc phải các bệnh về gan do rượu gây ra. 6. Kiểm soát tốt nhiệt độ trong phòng Môi trường chỗ ở cần có không khí lưu thông, lúc sử dụng điều hòa, máy lạnh. Điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức 26 độ là được, vừa tiết kiệm năng lượng, lại vừa có ích cho việc điều tiết chức năng cơ thể. Ở trong phòng điều hòa, không nên đứng trước cửa thổi gió của máy lạnh quá lâu. Người già hoặc người có bệnh xương khớp tốt nhất nên mặc quần dài hoặc đeo bịch đầu gối. 7. Thường xuyên ngồi thiền. Khi áp lực quá nhiều quá lâu dễ xuất hiện các triệu chứng trầm cảm, mệt mỏi, căng thẳng, không chỉ làm hao tổn thần kinh mà còn tổn hại tâm thần, lâu ngày ắc sinh nhiều bệnh. Vì vậy phải giữ tâm trạng lạc quan thoải mái, tranh thủ thời gian tĩnh tâm ngồi thiền để não có thể được nghỉ ngơi đầy đủ khi tâm trạng không tốt có thể chia sẻ với bạn bè thân thiết hoặc tham gia các hoạt động xã hội để giải phóng tâm trạng không vui giải tỏa áp lực tâm lý. 8. Nuôi dưỡng sở thích ngoài chuyên môn ngoài công việc học tập ra nên tích cực nuôi dưỡng một số thói quen không chuyên ví dụ như nghe nhạc trồng hoa nuôi cá hồi họa luyện chữ để tinh thần hào hứng tăng thêm thú vui cuộc sống gần gũi với thiên nhiên hơn có thể giảm bớt áp lực 9. sớm tối chải đầu nhiều nhà dưỡng sinh trung quốc ở các thời đại khác nhau đều xem phương pháp dưỡng sinh chải đầu bảo vệ tóc tốt não là thực tiễn quan trọng của trường thọ siêng chải đầu có thể chải thông huyết mạch giúp ích cho tuần hoàn máu của não bộ, tăng cường khả năng ghi nhớ và chức năng phối hợp cân bằng của hệ thần kinh trung ương. Cũng có lợi cho việc giảm nhẹ cao huyết áp, ngăn ngừa rụng tóc và các chứng bệnh mạch máu não như bệnh mất trí, trúng gió, bệnh Parkinson. 10. Ngâm chân và xoa bóp quyệt dị trước lúc ngủ Ngâm chân còn gọi là tắm chân có thể thêm vào nước một số dược liệu, nước ép gừng, rượu nếp, giấm, lá ngải. Có tác dụng bổ trợ điều trị đối với một số bệnh là một phương thức trong điều trị ngoài của trung y. Bồn dùng để ngâm chân, lượng nước, nhiệt độ nước, thời gian. Đều có yêu cầu. Thông thường chỉ dùng nước nóng ngâm chân, có thể lựa chọn loại bồn ngâm chân điện tử. Nếu như dùng dược liệu ngâm chân thì dùng thùng gỗ là tốt nhất. Thời gian ngâm thông thường khoảng 10 đến 30 phút để cảm nhận được hiệu quả tốt nhất là khi toàn thân hơi nóng lên. Phía sau lưng cảm giác hơi ướt hoặc trên trán ra chút mồ hôi. Nếu mồ hôi nhễ nhại thì sẽ dễ tạo thành chóng mặt suy yếu. Lúc ngâm chân có thể xoa bóp huyệt túc tam lý lòng bàn chân và ngón chân. Từ xa xưa, giấc ngủ luôn được các chuyên gia dưỡng sinh coi trọng. Danh y nổi tiếng thời chiến quốc văn chí từng nói với Tề Uy Dương rằng đạo dưỡng sinh của tôi đặt giấc ngủ ở vị trí cao nhất, người già động vật chỉ có ngủ mới lớn lên, bởi nó giúp tỳ dị tiêu hóa thức ăn, đây là thứ bổ nhất trong dưỡng sinh. Một người nếu không ngủ một buổi tối thì mất 100 ngày cũng không thể hồi phục sức khỏe bị tổn hại. Ngủ có tác dụng rất lớn trong dưỡng sinh. Dưỡng chính là dùng rất nhiều tế bào khỏe mạnh thay thế tế bào yếu kém, hư hại. Nếu một đêm không ngủ tức là không đổi tế bào mới. Nếu nói ban ngày có một triệu tế bào chết đi, ban đêm chỉ bù lại được 500.000 tế bào như vậy cơ thể của bạn sẽ bị thiếu hụt lâu dần bạn liền rỗng như củ cải bị sốt kỳ thực người hiện đại đang ngày càng gặp phải vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ càng nên chú trọng ngủ để dưỡng sinh nên học hỏi kinh nghiệm của người xưa để giúp bản thân sống khỏe sống thọ một ngủ không nằm thẳng không trùm đầu không quay hướng bắc trong luận ngữ Hương Đảng có câu, "Tẩm bất hoành" thi nghĩa là ngủ không nằm thẳng. Thì ở đây để chỉ là nằm ngửa mặt lên hướng lên giống như thi thể. Cũng chính là muốn nói tư thế ngủ đó không tốt cho sức khỏe, không thuận lợi. Khổng Tử dạy rằng nằm ngửa là tư thế của tử thi. Tư thế lý tưởng của con người là nằm cong như cánh cung để các khớp xương được thư giãn. Nằm nghiêng một bên khi ngủ cũng quan trọng như việc duy trì tư thế ngay thẳng trong ngày. Theo Đông y, tư thế cơ thể không chỉ đóng một vai trò thể chất quan trọng mà còn phản ánh nội tâm bên trong. Chẳng thế mà người xưa có câu thành ngữ, lập như tùng, tọa như chung, hành như phong, ngọa như cung. Nghĩa là đứng thẳng như cây tùng, ngồi vững như cái chuông đi nhẹ như gió nằm cong như cánh cung nhìn nhận từ góc độ y học hiện đại nói như vậy có đạo lý các nghiên cứu đều phát hiện trong các tư thế ngủ ngủ ngửa mặt làm mức độ thả lỏng của cơ thể là kém nhất từ đó tay dễ đặt lên ngực bụng gây hại cho sức khỏe và gây ra các cơn ác mộng một điều quan trọng hơn nằm ngửa khi ngủ dễ gây ra chứng tạm ngừng thở thậm chí nước bọt có thể chảy vào bên trong dẫn tới thức ăn có thể bị trào ngược và gây nghẹt thở do đó cổ nhân coi đây là tư thế hoành thi cũng không quá đáng ngủ không trùng đầu xuất phát từ thiên kim yếu phương nguyên nhân gì đầu là nơi hội tụ của rất nhiều kinh lạc của toàn thân giúp khí huyết vận hành lưu thông. Che kính đầu khi ngủ vừa ảnh hưởng tới sự vận hành của khí huyết, vừa có thể dẫn tới toát mồ hôi đầu, từ đó làm các bệnh về ngoại tà thừa cơ mà giàu. Ngủ không quay đầu về hướng Bắc Nguyên là câu nói xuất phát từ lão lão hằng ngôn. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản vì đông y quan niệm phía Bắc thuộc âm. Phần đầu là nơi tụ hội nhiều khí dương, khi ngủ quay đầu về hướng này dễ bị âm khí quấy nhiễu. Nhất là mùa thu và đông, tà khí phong hàn dễ từ phương bắc mà tới. Nếu khi ngủ gió lạnh xâm nhập vào đầu, dễ gây ra đau và ảnh hưởng tới lưu thông khí huyết toàn thân. 2. Xuân hạ ngủ quay hướng đông, thu đông quay hướng tây đầu là nơi hội tụ của rất nhiều kinh mạch và khí được tiếp nhận sẽ từ đầu lan xuống toàn bộ cơ thể như dòi hoa sen. Quay hướng đầu khi ngủ thực sự là một vấn đề đáng chú ý. Dược Dương Tôn Tư Mạc cho rằng, phàm nhân ngọa, xuân hạ hướng đông, thu đông hướng tây, nghĩa là người bình thường, mùa xuân và hè khi ngủ nên quay đầu về hướng đông thu và đông nên quay về hướng Tây. Tức là quay về hướng Đông khi ngủ vào xuân và hạ để đón nhận dương khí, quay về phía Tây vào mùa thu và đông để ổn định âm khí. Nếu bạn đang gặp rắc rối hoặc cần bổ sung dương khí, chỉ cần duy trì tư thế quay đầu về phía Đông khi ngủ. Đây là phương pháp ngủ dưỡng sinh hiệu quả. 3. Phương pháp ngủ phương pháp ngủ đã được nghiên cứu và thảo luận từ thời cổ đại vào cuối triều đại nhà minh và đầu nhà thanh đại y học gia tào đình đồng đã tổng kết một cách hệ thống phương pháp thao tung nhị pháp được lưu truyền tới ngày nay thao là điều cần trước tiên ý niệm cần dẫn động đầu tiên sau đó dùng mũi hít thở nhẹ nhàng đếm số lần và từ từ thu khí về trong đan điền lặp lại nhiều lần như vậy cho tới khi tâm thái nhẹ nhàng và dần dần đi vào giấc mộng. Tung lại ngược lại với thao, mặc kệ tâm trạng tư tưởng suy nghĩ tới nơi xa xăm, vô định thậm chí tới quên bản thân mình đang ở đâu, cũng có thể dần dần đi vào giấc ngủ. Cả hai phương pháp đều không được quá gấp gáp, vội vàng. Điều quan trọng nhất cần tĩnh tâm Thả lỏng và buông bỏ hết những phiền muộn xung quanh. 4. Tư thế ngủ. Người cổ đại xưa rất chú ý tới tư thế ngủ. Phật giáo quy định ngủ nên nằm nghiêng bên phải, tên của nó là giấc ngủ may mắn, cũng có tính khoa học đạo lý, bởi vì trái tim con người nằm ở phía bên trái, nếu nằm nghiêng bên trái có thể gây áp lực lên trái tim mười điều cấm kỵ khi ngủ để các bạn có thể giữ cho mình một giấc ngủ trọn vẹn một không nên thường xuyên nằm ngửa khi ngủ cổ nhân nói thủy bất yếm xúc giác bất yếm thư nghĩa là khi ngủ thân cong gập gối để sinh lực không bị tản mất khi thức nên thư giãn hoạt động để khí huyết lưu thông nếu nằm ngửa thân thể sẽ căng thẳng Cơ bắp không thể thả lỏng, tay dễ đặt lên ngực, dễ sinh ác mộng và ảnh hưởng tới nhịp thở cũng như nhịp tim. Do đó, ngoài những người mắc bệnh đặc biệt cần nằm ngửa, không nên ngủ ở tư thế này lâu dài, thời gian ngắn thì vô hại. 2. Đi ngủ không lo âu. Hãy đảm bảo bản thân cần tập trung yên tĩnh khi đi ngủ không lo nghĩ về bất cứ việc gì người xưa nói tiên thụy tâm hậu thụy thân nghĩa là trước tiên cần để tâm nghỉ ngơi sau đó mới tới thân thể ngủ đây là một bí mật quan trọng của giấc ngủ nếu bạn luôn suy nghĩ về các công việc trong ngày hoặc những việc xảy ra trong quá khứ hay lo lắng cho tương lai thậm chí lo nghĩ phiền muộn sẽ không chỉ mất ngủ mà còn tổn hại cho thân thể nhiều hơn lo nghĩ vào ban ngày. Ba. Không tức giận trước khi ngủ. Trong Tố vấn, Thiên Cử thống luận có câu: Nộ tắc khí thượng, hỷ tắc khí quảng, bi tắc khí tiêu, khủng tắc khí hạ, kinh tắc khí loạn, ưu tắc khí kết. Nghĩa là, bách bệnh của con người đều sinh ra bởi khí phẫn nộ thì khí thăng lên vui thì khí hòa quản đau buồn thì khí tiêu tan sợ thì khí hạ hãm kinh hãi thì khí loạn bất kỳ sự biến đổi nào về cảm xúc đều có thể dẫn tới khí bị đảo loạn từ đó gây mất ngủ và bệnh tật do đó không chỉ không thể tức giận trước khi đi ngủ còn nên tự kiềm chế bản thân xuất ra những cảm xúc thái quá 4. Không nên ăn trước khi đi ngủ. Ăn trước khi ngủ sẽ làm tăng gánh nặng đường tiêu hóa, ảnh hưởng đến cả giấc ngủ và làm tổn thương cơ thể. Nếu cảm thấy đói trước khi đi ngủ, hãy nghỉ ngơi sau khi ăn một lúc rồi mới nên lên giường. Người xưa nói, sáng nên ăn sớm, bữa trưa nên ăn no, bữa tối nên ăn ít đây thực sự là một kinh nghiệm dưỡng sinh cần lưu ý năm ngủ không nên nói chuyện đông y quan niệm phế được coi là nơi màu mỡ nhất của ngũ tạng đóng vai trò chính trong việc phát âm thanh khi nằm xuống phế thu liễm lại lúc này phát ra ngôn ngữ dễ hao tổn phế khí cũng giống như chuông và khánh không treo lên không thể phát ra tiếng Ngoài ra, trước khi ngủ nói chuyện sẽ làm tinh thần phấn khích, sôi nổi từ đó ảnh hưởng tới giấc ngủ và dễ dẫn tới mất ngủ. 6. Nằm ngủ không nên đối đầu với đèn Ngủ đối đầu với đèn sẽ làm tâm trí không thể ổn định, không dễ ngủ. 7. Không nên mở miệng khi ngủ Theo Dược Dương Tôn Tư Mạc, Ngủ ngậm mồm là phương pháp tốt nhất để bảo tồn nguyên khí. Mở miệng hô hấp có rất nhiều điều không tốt, không những không vệ sinh mà còn làm phế tạng dễ bị không khí lạnh và bụi bẩn gây kích ứng, khí lạnh cũng dễ đi vào dạ và dày gây bệnh. 8. Không nên che mặt khi ngủ. Che mặt khi ngủ sẽ làm việc hô hấp trở nên khó khăn hơn nữa còn làm bản thân tự hít nhiều khí carbon dioxide mình tự thở ra, nên không tốt cho sức khỏe. Bởi vậy trong Tam Tẩu Ca có viết, đêm ngủ không nên trùm kín đầu, điều này cho thấy người xưa rất chú trọng phương pháp dưỡng sinh này. 9. Chỗ ngủ không nên thông gió. Cổ nhân tin rằng, gió là nguyên nhân sinh bách bệnh dễ di chuyển và biến hóa khôn lường sau khi cơ thể ở trạng thái ngủ khả năng thích ứng với những thay đổi của thời tiết giảm xuống nên dễ bị phong tà xâm nhập. theo tỏa toái lục chỗ ngủ không nên thông gió e rằng dễ bị trúng gió đau đầu lưng bị gió lạnh thì ho dai bị gió lạnh thì đau cánh tay nên điều dưỡng hài hòa dù mùa hè nắng gắt cũng nên như vậy. 10. Đầu không nên quay vào bếp lửa khi ngủ. Tỏa toái lục có giết, khi ngủ đầu không nên quay vào gần lửa, vì có thể làm tổn thương não. Bốn thói quen trước khi ngủ gây đoạn mệnh, muốn sống thọ tốt nhất không nên làm. Một phần ba cuộc đời của mỗi người được dành cho giấc ngủ. Trong khi ngủ, cơ thể được phục hồi và các cơ quan nội tạng được bảo dưỡng. Do đó, giấc ngủ là liệu pháp dưỡng sinh tốt nhất và cũng rất quan trọng đối với chúng ta. Theo Đông Y, Thủy Bất Hảo, Nhân Tự Lão, Thủy Đắc Hương, Nhân Trường Thọ nghĩa là ngủ không ngon sẽ làm ta nhanh già, ngủ tốt sẽ giúp ta trường thọ một giấc ngủ ngon phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó bao gồm một loạt thói quen trước khi ngủ. Theo một nghiên cứu mới của trường Đại học California tại San Diego, Mỹ, về giấc ngủ từ số liệu về tuổi tác của 1,1 triệu người và phát hiện rằng thực tế những người chỉ ngủ khoảng 6,5 giờ mỗi đêm sống lâu hơn những người ngủ 8 tiếng. Đừng hoang mang, ngủ 8 tiếng mỗi đêm không làm bạn giảm tuổi thọ. Tuy nhiên, cuộc nghiên cứu này có ý nghĩa trong việc làm sáng tỏ một điều vô cùng quan trọng, đó là chất lượng giấc ngủ của bạn. Một giấc ngủ kém chất lượng có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch và ung thư, tăng cân và thậm chí làm tăng nguy cơ tử vong. Một tâm trạng bị kích động tục ngữ có câu trước tiên cần để tâm ngủ trước rồi mới tới mắt ngủ sau điều này có nghĩa trước khi đi ngủ cần học cách giữ tâm trạng thoải mái mới có thể từ từ đi vào giấc ngủ và ngủ ngon một giấc ngủ ngon mới mang lại sức khỏe cho tâm và thân mới có thể dưỡng sinh nếu bị kích động tức giận trước khi đi ngủ sẽ làm ta khó ngủ thậm chí mất ngủ 2. Uống rượu Nhiều người có thói quen uống một chút rượu trước khi ngủ bởi quan niệm nó sẽ hỗ trợ giúp dễ chịu và ngủ ngon. Thực tế đây là quan niệm sai lầm. Dù là rượu gian đỏ, gian trắng hay bia đều được khuyến cáo không nên uống trước khi ngủ. Uống rượu, bia thường xuyên trước khi ngủ làm cho hiệu quả gây ngủ của rượu, bia giảm dần ngược lại tình trạng rối loạn giấc ngủ do rượu bia tiếp tục tăng khiến càng lúc càng uống nhiều hơn dẫn đến nguy cơ nghiện rượu bia không chỉ gây rối loạn giấc ngủ uống rượu bia nhiều còn góp phần gây ra nhiều hậu quả khác về mặt xã hội hành vi hung hăng gây tổn thương cho người khác dễ gây tai nạn giao thông mất việc và sức khỏe gây tổn thương nhiều nơi trong cơ thể như não và hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, hệ tim mạch, rối loạn đường huyết và axit uric, rối loạn đông máu, đặc biệt là ung thư ở miệng, hầu, họng, vú và ruột. 50% trường hợp nghiện rượu có triệu chứng rối loạn giấc ngủ trước đó. 3. Làm việc căng thẳng nhiều nhân viên văn phòng có thói quen khi về nhà sau khi hoàn thành công việc gia đình tiếp tục làm việc hoặc học tập. Thậm chí, trước khi ngủ còn làm một vài sự việc hao tổn tâm trí và cần so sánh lựa chọn. Thực ra điều này gây ảnh hưởng rất không tốt tới sức khỏe. Nguyên nhân vì khi não bộ ở trạng thái hưng phấn kích thích sẽ gây khó ngủ, thậm chí rối loạn giấc ngủ. Bạn có thể dùng laptop để làm việc hoặc giải trí nhưng đừng bao giờ sử dụng trước khi ngủ. Ánh sáng từ màn hình máy tính sẽ kích thích não bộ của bạn và bạn sẽ không thôi bận tâm về những việc cần làm ngay cả khi đã tắt máy. Tốt nhất, đừng bao giờ mang công việc về nhà và hãy để đầu óc nghỉ ngơi, thư giãn thật thoải mái trước khi chìm vào giấc ngủ. 4 vận động mạnh. Hoạt động nhiều và mệt mỏi quá mất trước khi đi ngủ sẽ gây đổ nhiều mồ hôi, làm dịch ở tim không đủ từ đó ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Thực hiện một số động tác yoga nhẹ nhàng có thể giúp tăng chất lượng giấc ngủ. Nhưng, nếu tập những bài tập quá nặng, sẽ làm tăng hóc môn noradrenaline, dopamine và cortisol là những hóc môn kích thích hoạt động của não trong thời điểm lẽ ra não phải được thư giãn. Những điều nên làm trước khi ngủ. Một, dương dai. Theo quan niệm của Đông Y, dương dai có thể tiêu tan mệt mỏi vừa dưỡng huyết lại có thể dưỡng tâm. Không những vậy, khi gân cốt được kéo dài một thốn, tuổi thọ cũng theo đó tăng lên 10 năm. Vì vậy, trước khi ngủ có thể thả lỏng cơ thể, dương dai để hỗ trợ giúp kinh lạc khai thông, thúc đẩy khí huyết lưu thông, điều chỉnh cân bằng âm dương của các tạng phủ. Đây là một phương pháp dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe hiệu quả của đông y. 2. Ngâm chân Đông y quan niệm, bàn chân là trái tim thứ hai của cơ thể. Nó cách vị trí của tim xa nhất nhưng gánh nặng lại lớn nhất. Vì vậy, trước khi đi ngủ ngâm chân có thể hỗ trợ thúc đẩy tuần hoàn máu, kích thích các huyệt vị ở chân và hỗ trợ giúp ngủ ngon. Lưu ý, thời gian ngâm chân không quá lâu, khoảng 30 phút, nhiệt độ nước không nên quá cao, khoảng 42 độ C. 3. Chải đầu Đầu là nơi hội tụ của bát mạch, tổng cộng có hơn 40 huyệt dị và rất nhiều tỉnh mạch. Chải đầu nhiều lần trước khi đi ngủ có thể qua đó kích thích mơ sát vào các huyệt đạo từ đó giúp bình tức can quả, thư kinh hoạt quyết, khai khiếu thủ thần, giảm đau sáng mắt. Ngoài ra, đối với những người già chải đầu trước khi ngủ nửa tiếng, có tác dụng hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tim mạch và mạch máu não hiệu quả. 4. Uống nước. Nước là gốc của sinh mệnh, sự sống của chúng ta không thể tách rời khỏi nước. Uống một cốc nước khi tỉnh dậy và trước khi đi ngủ có thể hỗ trợ giúp giảm độ nhớt của máu, duy trì khí huyết lưu thông và có thể ngăn chặn sự hình thành của huyết khối não. Để sống khỏe và trường thọ hãy ghi nhớ năm điều một chút. Một, Ăn tạp một chút. Tạp ở đây không phải là ăn uống linh tinh mà có ý nói chế độ ăn uống đa dạng. Cần bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm giàu protein, vitamin, khoáng chất và chất xơ. Các loại ngũ cốc, các loại khoai, đậu mỗi ngày nên ăn 3 loại trở lên các loại rau xanh, nấm, hoa quả mỗi ngày nên ăn bốn loại trở lên. Ngoài ra nên bổ sung vào thực đơn các loại thịt, cá một cách hợp lý. 2. Uống một chút trà. Trà dưỡng thận cho nam giới. Trà khiếm thực sâm có tác dụng bồi bổ khí, dưỡng âm ít thận nhất là đối với những người tinh huyết không đủ và đau mỏi lưng có công dụng hiệu quả. Theo Đông Y, khiếm thực sâm tính bình dị ngọt, chủ quy hai tạng tỳ, thận là sản phẩm bổ khí và dương, bình bổ tỳ hiệu quả. Đây cũng là dị thuốc bổ khí âm của thận rất tốt. Nam giới dùng hằng ngày có thể hỗ trợ chống lão quá, cải thiện tình trạng tỳ tì thận khí thiếu hụt hiệu quả. Trà dưỡng nhang cho nữ Trà hoa hồng, theo đông y, hoa hồng tính ôn, có tác dụng thư can lý khí, hoặc huyết quá ứ, có thể dùng hỗ trợ giúp điều dưỡng huyết khí, thúc đẩy huyết khí lưu thông hiệu quả. Ngoài ra, trà có thể ôn dưỡng huyết mạch của tạng tâm và can thư phát quốc khí trong cơ thể, hỗ trợ giúp tinh thần bình tĩnh, ổn định, chống uất ức, từ đó làm dịu tâm trạng và dưỡng nhan làm đẹp hiệu quả. 3. Mỉm cười nhiều hơn một chút Cười có thể hỗ trợ giúp giảm hóc môn căng thẳng trong cơ thể. Theo kết quả của nhiều nghiên cứu, tiếng cười có thể hỗ trợ giúp interferon một nhóm các protein tự nhiên được sản xuất bởi các tế bào của hệ miễn dịch ở hầu hết các động vật nhằm chống lại các tác nhân ngoại lai như virus vi khuẩn ký sinh trùng và tế bào ung thư tăng lên đáng kể từ đó kích thích chức năng hoạt động của các tế bào của hệ miễn dịch giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn nếu cảm thấy mình không thích cười hãy xem những bộ phim hài hoặc hình hay hình ảnh hài hước vui nhộn. Cần học cách mỉm cười lạc quan đối với mọi điều xảy ra với bản thân. 4. Tính cách nhân hậu hơn một chút. Khổng Tử nói nhân giả thọ nghĩa là làm người nên học cách hòa ái, từ bi, nhân từ. Bất kể sự việc gì cũng không nên cưỡng cầu, không quá đáng, nên để mọi thứ tùy kỳ tự nhiên một chút nhìn mọi việc rộng lượng hơn một chút, bởi đó là nền tảng cơ sở của tuổi thọ. Không nên quá vui, quá đau buồn hay giận dữ cũng không nên quá bị kích động và hưng phấn. Tính cách hãy học cách nhu thuận, ôn hòa, một chút. Học cách hòa hợp với tự nhiên, thích ứng với mọi hoàn cảnh, luôn vui vẻ cởi mở, biết đủ làm vui. 5. Đọc sách nhiều hơn một chút. Sách Bia nói, cuộc sống không có sách cũng giống như trái đất không có ánh nắng mặt trời. Trí huệ không có sách, giống như một con chim không có cánh. Đọc sách là món ăn tinh thần cần thiết cho mỗi người. Đọc một cuốn sách hay có thể giúp bạn đạt được thọ ít cả đời, qua đó biết được tình hình thế giới. Bên cạnh đó, thường xuyên đọc sách không chỉ có thể làm cho tâm trạng thoải mái vui vẻ mà còn để tăng cường sức khỏe thể chất và tinh thần mùa đông cần tránh tám thói quen ngủ gây hại cho sức khỏe ngủ trong mùa đông cũng cần lưu ý một số thói quen không tốt cho sức khỏe giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe bởi đây là lúc cơ thể được thư giãn nghỉ ngơi và phục hồi lại sau một ngày dài hoạt động. Trong tiết trời giá lạnh của mùa đông thì con người ta thường dễ trở nên lười biếng, hình thành nhiều thói quen xấu khi ngủ. Trùm chăn kín đầu khi ngủ. Mùa đông lạnh, nhiều người có thói quen trùm chăn kín đầu để giữ ấm khi ngủ. Tuy nhiên, do con người thường hít oxy thở CO2 nên bạn có thể sẽ phải tự hít phải những chất độc hại do chính mình thải ra trong chăn vì khí không được lưu thông. Ngoài ra, khi trùng chăn kín đầu, các cơ quan không được cung cấp đủ dưỡng khí sẽ hoạt động kém, gây khó thở, mệt mỏi, đau đầu, khó ngủ, quỷ oải khi thức dậy, thậm chí sụt giảm trí nhớ. Khi ngủ không đi tất, nhiều người cho rằng đi bít tất khi ngủ sẽ bí chân không thoát mồ hôi có thể dẫn đến thấp khớp thực tế là đôi bàn chân là một trong những vị trí lạnh nhất trên cơ thể cần phải được giữ ấm do vậy bạn nên mang tất khi đi ngủ ăn tối quá no vào mùa đông chúng ta cần nhiều năng lượng để giữ ấm vì vậy bạn hay cảm thấy đói và ăn rất ngon miệng Điều này dẫn đến việc ăn quá no, nhất là vào bữa tối bữa ăn có nhiều protein nhất. Protein rất khó tiêu hóa và dày của bạn sẽ phải làm việc cật lực để chuyển hóa chúng thành năng lượng, dẫn đến khó ngủ, ngủ không ngon, gây mệt mỏi, đau đầu, lâu dài dẫn đến suy nhược thần kinh và còn dẫn đến đau dạ dày nữa. Do đó, bạn nên tránh ăn quá nhiều dinh dưỡng vào bữa tối, tăng cường ăn rau, củ để tăng cảm giác no, giúp dạ dày làm việc tốt. Hãy nhớ nghỉ ngơi cho thức ăn tiêu quá bớt rồi mới đi ngủ. Say xỉn khi đi ngủ Mùa đông, các bữa tiệc tùng hay các bữa nhậu cùng bạn bè thường xuyên diễn ra khiến các đấng nam nhi khó có thể từ chối. Tuy nhiên, Họ thường có thói quen đi ngủ sau khi vẫn còn say sưa. Theo nghiên cứu, uống rượu trước khi ngủ gây khó thở, thường thì khó thở khoảng 2 lần một tối, mỗi lần khó thở kéo dài khoảng 10 phút. Tình trạng này kéo dài sẽ dễ dẫn đến các bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim. Mặc quần áo dày khi ngủ do thời tiết mùa đông về đêm khá lạnh nên nhiều người sẽ mặc quần áo thật ấm và đi ngủ thế nhưng điều này khiến cho mồ hôi không thoát được ra ngoài và còn làm thấm ngược trở lại vào da nên giấc ngủ của bạn sẽ không được ngon giấc thêm nữa việc mặc quần áo dày khi ngủ sẽ gây cảm giác khó chịu ảnh hưởng đến các tư thế khi ngủ vậy nên tốt nhất thì bạn nên chọn một bộ quần áo có độ dày vừa phải bằng chất liệu thoáng mát để tạo cảm giác thoải mái nhất khi ngủ ngủ nướng buổi sáng trong những ngày đông là thời điểm rất khó dậy sớm nhưng nếu ngủ nướng thường xuyên thì nguy cơ cao bạn sẽ gặp phải những vấn đề sức khỏe như tiểu đường tim mạch do dậy bạn cần giữ thói quen ngủ đủ giấc và đúng giờ hàng ngày điều này giúp cơ thể luôn dẻo dai tràn đầy năng lượng và ngăn ngừa nguy cơ mắc nhiều bệnh nghiêm trọng khác ngủ với thú cưng ngủ với thú cưng tuy ấm áp nhưng dễ khiến bạn bị đánh thức dậy giữa đêm khi thú cưng di chuyển động đậy từ đó gây ảnh hưởng xấu tới hệ thần kinh hơn nữa lông từ chó mèo cũng có thể rụng và nếu hít phải khi ngủ sẽ gây vấn đề lớn tới hệ hô hấp ngủ trong phòng đóng quá kính bạn có biết rằng kể cả khi ngủ thì bộ não vẫn tiếp tục làm việc vì thế nó cần không khí để hô hấp thế nhưng do thời tiết lạnh của mùa đông nên nhiều người thường có thói quen đóng kín cửa phòng Chính điều này sẽ ngăn cho không khí trong phòng không được lưu thông bình thường, làm giảm lượng oxy trong não và gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. 8 cách bù đắp sức khỏe đơn giản cho người hay thức khuya. Ngủ đủ giấc là đại bổ đầu tiên với thân thể. Tuy nhiên có nhiều người cho rằng bản thân luôn tràn đầy năng lượng nên thường có thói quen ngủ muộn đặc biệt trong nhịp sống bận rộn của xã hội hiện đại, tỷ lệ thức khuya ngày một nhiều. Thậm chí đối với một số người, thức khuya đã trở thành một phần của cuộc sống. Bạn nên nhớ, nguy hại của việc thức khuya thật sự rất nghiêm trọng. Những nguy hại không thể coi thường của thức khuya với sức khỏe. Một, tổn thương tim và não thường xuyên thức khuya trong thời gian dài, gây tổn thương tương đối lớn tới tim mạch và mạch máu não. Thiếu ngủ thời gian ngắn sẽ gây ra huyết áp cao, dẫn đến co mạch bất thường và khả năng dung nạp gluco của cơ thể cũng sẽ giảm. Những nhân tố này đều là nguyên nhân dẫn tới bệnh động mạch dạch. Theo nghiên cứu của Phòng Thí nghiệm Giấc Ngủ, Bệnh viện A, GES thuộc Đại học LIBREG Bruxelles, Bỉ. Một trong những tác dụng phụ nguy hiểm hơn của việc thiếu ngủ là tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. 2. Ảnh hưởng tới chức năng hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Khoảng thời gian từ 12 giờ đêm đến 4 giờ sáng là lúc cơ thể tiết ra những hóc môn cần thiết cho việc duy trì khả năng miễn dịch việc thức khuya thường xuyên sẽ khiến một số hóc môn bị thiếu hoặc bị ngắt hẳn nếu như bạn thức đến tận sáng vì vậy những người thức khuya thường xuyên sẽ dễ bị mắc các bệnh như cảm cúm dị ứng hơn người được ngủ đầy đủ rối loạn chức năng hoạt động bình thường của hệ miễn dịch sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng khi đó làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh như lupus viêm thận và viêm khớp dạng thấp. Ngoài ra, khi khả năng miễn dịch giảm, nguy cơ mắc các bệnh về tiêu hóa hoặc hô hấp như cảm lạnh hoặc viêm dạ dày ruột sẽ tăng lên. 4. Ảnh hưởng lớn tới mắt. Tương tự như các bộ phận trên, ban đêm là thời điểm đôi mắt được nghỉ ngơi và điều tiết sau một ngày hoạt động liên tục việc thức khuya không những mất đi thời gian nghỉ ngơi của mắt mà còn ép đôi mắt phải làm việc trong môi trường thiếu ánh sáng tự nhiên thức đêm thường xuyên sẽ dễ dẫn đến các bệnh đau mắt nhức mỏi mắt thâm quần mắt cận thị loạn thị năm suy nhược thần kinh quá trình làm việc và sinh hoạt bình thường của cơ thể là ngủ vào ban đêm và làm việc vào ban ngày. Nếu thức khuya, các dây thần kinh giao cảm của bạn sẽ luôn bị kích thích và không còn đủ tỉnh táo vào sáng hôm sau. Từ đó các vấn đề như mất tập trung, mất trí nhớ, không tỉnh táo, trầm cảm, trẻ gõ cửa. 6. Dễ bị ung thư hơn nờ Sleep sừng. Tổ chức Giấc Ngủ Quốc gia Hoa Kỳ cho biết khi không ngủ đủ giấc, bạn có nhiều khả năng bị ung thư. Giới phụ nữ là ung thư vú và giới nam giới là ung thư tuyến tiền liệt. Trên trang web của Bệnh viện Y khoa John Hopkins giải thích điều này là do sự gián đoạn thời gian sinh học trong cơ thể. Thời gian sinh học có nhiệm vụ điều khiển các hoạt động, trong đó có cả giấc ngủ nếu bị cưỡng lại, nó có thể dẫn đến các rối loạn trong cơ thể, từ đó làm tăng nguy cơ ung thư vú, ruột kết, buồn trứng và tuyến tiền liệt. Làm thế nào để giảm bớt tổn thương cho cơ thể khi thức đêm? Một Hãy giữ ấm khi thức khuya. Nhiệt độ ban đêm thường thấp và lạnh hơn ban ngày. Nếu phải làm việc ngoài giờ, vui lòng mặc thêm quần áo hoặc đắp chăn để tránh bị lạnh do nhiệt độ bên ngoài và tránh gây rắc rối cho cơ thể. 2. Hãy chắc chắn khỏe mạnh về đêm bằng cách chú ý ăn ít và ăn tinh. Đối với nhóm người thường xuyên phải thức đêm, cần tăng các loại thực phẩm giàu nước, vitamin B và vitamin C bổ sung chất dinh dưỡng và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể ngoài ra các món ăn nhẹ ban đêm nên chọn thực phẩm ít calo dễ tiêu hóa trái cây và rau quả là lựa chọn hàng đầu ví dụ như táo dưa chuột cà chua dâu tây chuối cho đu đủ rau trộn đều là những lựa chọn cần thiết nếu cảm thấy đói hãy chuẩn bị một lượng nhỏ bánh mì nguyên chất, bánh quy ít calo, cháo ngũ cốc thô. hãy cố gắng uống nhiều nước để thúc đẩy quá trình trao đổi chất của cơ thể. khi này nên từ chối tất cả các loại thực phẩm cây dù có hấp dẫn gì giác tới đâu. ngoài ra đồ ăn nhẹ nhiều chất béo và calo cao nên ăn ít. chế độ ăn thanh đạm sẽ không thể gây tổn hại tới cơ thể. Và nếu phải ăn đêm, ăn như thế nào là phù hợp? Cần chú ý tới thời gian, khoảng 2 đến 3 giờ trước khi đi ngủ không nên ăn bất cứ thực phẩm nào. Thời gian tiêu hóa và hấp thu các chất đường của dạ dày và đường ruột khoảng 2 giờ sau ăn. Thời gian với protein và chất béo sẽ lâu hơn, vì vậy cố gắng không nên ăn bất cứ thứ gì khoảng 3 giờ trước khi ngủ. Sau 9 giờ tối không nên hấp thụ thực phẩm vào cơ thể. 4. Giảm thiểu lượng thực phẩm hấp thu với các món thanh đạm. Nếu đang phân dân lựa chọn đồ ăn đêm thì cháo, súp và mì là những lựa chọn không tồi. Cố gắng không nên ăn các loại thực phẩm giàu chất béo và protein như tôm càng, thịt nướng. 5. Đừng thêm gánh nặng cho dạ dày. Bánh mì nguyên chất, bột yến mạch, chuối, hạnh nhân và sữa là những lựa chọn tuyệt vời cho những người làm việc ngoài giờ và thức khuya. Với các nhóm người có độ tuổi khác nhau cần có chế độ ăn khác nhau. Giới trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển, bổ sung thêm các loại thực phẩm giàu protein trước khi ngủ như sữa, trứng là lựa chọn cần thiết. Những người thường xuyên tập thể dục có thể ăn một chút các loại thực phẩm giàu protein dễ tiêu hóa. Đối với người mập, trung niên và cao tuổi có thể ăn ít hoặc không ăn. 6 bổ sung vitamin B và canxi khoáng chất đúng cách. Khi thiếu vitamin B, ta dễ cảm thấy mệt mỏi về thể chất và buồn ngủ. Thức khuya dễ dẫn đến thiếu vitamin B và đó là một trong những lý do khiến những người thức khuya luôn gặp rắc rối vì loét miệng. Do đó, nhóm người này nên bổ sung vitamin B, C, canxi và khoáng chất đúng cách. 7. Vận động một cách thích hợp. Thức khuya làm cơ thể rất mệt mỏi, vì vậy có thể thực hiện một vài bài tập vận động toàn thân nhẹ nhàng để thư giãn gân cốt và giảm căng thẳng. Ngoài ra, không nên tiếp xúc với các sản phẩm điện tử vào thời gian này. 8. Điều quan trọng nhất ngủ bù ngủ bù để cơ thể nghỉ ngơi sau khi thức đêm làm việc là điều cần thiết dù ngủ vào buổi sáng hay trưa đều cần hợp lý những người thức khuya nên ngủ một tiếng vào buổi trưa để giảm tổn hại tới thân thể thức khuya là hoạt động sinh hoạt không tốt cho sức khỏe nếu phải thức khuya cần chú ý có biện pháp hợp lý để lấy lại tinh thần và làm mình khỏe hơn để có thể thức khuya một cách khỏe mạnh hãy ăn đồ ăn thanh đạm, bổ sung dinh dưỡng hợp lý, vận động một cách thích hợp để các khớp được hoạt động. Muốn dậy sớm mà không mệt mỏi thì không chỉ ngủ đủ mà cần ngủ đúng. Ngủ đủ giấc nhưng khi thức dậy vào sáng hôm sau bạn vẫn cảm thấy mệt mỏi. Các chuyên gia cho rằng giấc ngủ cần phải chất lượng không những ngủ đúng lịch mà lúc thức dậy cũng cần đúng giờ thức dậy mệt mỏi vào buổi sáng là hiện tượng vô cùng phổ biến nhằm khắc phục tình trạng này các chuyên gia khuyên rằng chúng ta nên suy nghĩ về chu kỳ ngủ thay vì chỉ đếm số giờ ngủ như trước theo miro giấc ngủ diễn ra theo từng chu kỳ Mỗi chu kỳ kéo dài 90 phút và nếu thức dậy giữa chu kỳ, cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi, uể oải. Để khỏe khoắn vào sáng hôm sau, bạn cần tính toán sao cho mình tỉnh giấc vào thời điểm chuyển giao chu kỳ ngủ. Thức dậy lúc 6 giờ. Để thức dậy lúc 6 giờ sáng mà vẫn tỉnh táo, các chuyên gia khuyến cáo bạn nên ngủ vào khoảng thời gian 20 giờ 46 phút, 22 giờ 16 phút hoặc 1 giờ 16 phút sáng. Thức dậy lúc 7 giờ. Nếu bạn muốn tỉnh táo và rời khỏi giường lúc 7 giờ sáng, bạn cần phải đi ngủ lúc 21 giờ 9 phút hoặc 23 giờ 16 phút bạn đang bận với công việc và không thể đi ngủ vào hai khung giờ này thì thời điểm đi ngủ tốt nhất là 0 giờ 46 phút và 2 giờ 16 phút sáng. Trung bình, một người sẽ phải mất 14 phút để chìm vào giấc ngủ, tuy nhiên vẫn có thể lên giường đúng giờ mà không cần bù trừ. Thức dậy lúc 8 giờ bạn không phải dậy sớm để đi làm thì thời gian ngủ lý tưởng để thức lúc 8 giờ sáng hôm sau là 22 giờ 46 phút, 0 giờ 16 phút, 1 giờ 46 phút hoặc 3 giờ 16 phút sáng. Phép dưỡng sinh lớn nhất chính là thuận theo tự nhiên. Đời người vui ít buồn nhiều, sống một ngày là lãi một ngày. Nhân sinh như mộng, có bao giờ hết những nỗi buồn đây? chi bằng nhớ kỹ những điều này để cuộc sống có thêm nhiều màu vẽ một giận không quá mức việc đáng ghét nhất trên đời không gì bằng cái mặt giận dữ việc hèn hạ nhất trên đời không gì bằng chia cái mặt giận dữ cho người khác xem nó còn khó chịu hơn là bị đánh chửi trong lòng có phiền não thì nhất định không được tức giận vì tức giận sẽ tổn thương gan. 2. Danh không quá hám Danh lợi là biển khổ vô bờ, phồn qua lướt qua trước mắt như mây khói. Thường tri túc biết đủ thì luôn vui vẻ hạnh phúc. Xem nhẹ thế sự, ngắm thu nguyệt xuân qua, chốn nhân gian nguyên đáo, nơi danh lợi đi về, khi cần thì biết buông bỏ, tĩnh tâm tự tại an hòa. Ba, lợi không quá tham. Tửu, sắc, tài, khí ta chẳng lấy. Hư danh, qua lệ có màn đâu. Vô dục vô cầu không dướng ngại. Tri túc thường lạc thuận tự nhiên. Ung dung tự tại thân vô bệnh. Thảnh thơi vui khỏe hưởng trăm năm. 4. Áo không quá ấm Mùa đông không nên quá ấm, mùa hè không nên quá mát. Không ngủ ngoài trời, ngủ không hở lưng. Mặc áo đội mũ không nên quá ấm, cũng không được quá mỏng manh. Quá ấm dễ cảm mạo, quá lạnh dễ cảm lạnh. năm Ăn không quá no. Không được để quá đói rồi mới ăn, ăn không nên quá no. Không được để quá khát rồi mới uống, uống không nên quá nhiều. Ăn uống thì no bảy, tám phần là được. Ăn chất thô và chất tinh phối hợp, món mặn và món chay kết hợp. Trước khi ăn nên ăn canh, không hút thuốc, không uống rượu. 6. Ở không quá rộng Cần biết tùy ngộ mà ăn, phòng ốc sạch sẽ thoải mái, chớ làm nhà cửa rộng rãi, qua lệ đường hoàng, vì như thế rất dễ đánh mất tâm tính và chí hướng, từ đó thích hưởng lạc rồi thoái quá biến chất. 7. Đi không quá nhanh Khi sức khỏe cho phép thì cố gắng đi bộ thay đi xe. Nếu cứ ra ngoài là đi xe thì lâu dần chân tay sẽ mất đi sự mềm dẻo linh hoạt. 8. Làm không quá mệt. Cường độ lao động là có giới hạn, vượt quá tải trọng sẽ gây ra tổn hại cho thân thể. Thân thể chúng ta nếu như làm việc quá mức mà mệt mỏi, cũng sẽ tạo ra gánh nặng tâm lý quá lớn mà xuất hiện vấn đề. Cần kết hợp làm việc với nghỉ ngơi. Ngoài 8 giờ làm việc ra, cần phải nghỉ ngơi thích đáng chính, rảnh không quá nhàn. Cả ngày ở nhà khó tránh khỏi ăn không ngồi rồi, sẽ mất đi hứng thú với cuộc sống, từ đó tâm ý nguội lạnh, lười nhác. Cổ nhân vẫn nói, nhàn cư di bất thiện. Thế nên cho dù nhàn rỗi ở nhà thì cũng phải thường xuyên đi ra ngoài, gặp gỡ trò chuyện với mọi người. Tham gia các hoạt động, đán bộ chuyện trò, viết chữ vẽ tranh, chơi cờ xem kịch, đọc sách xem báo, chịu khó động não, giữ tâm thái thoải mái, sống vui, sống khỏe lại thêm thọ. Trong cuộc sống hiện đại, chất dinh dưỡng cần vừa mức. Thấp quá thì suy dinh dưỡng, cao quá thì lại quá thừa, dễ gây ra nhiều vấn đề sức khỏe rèn luyện thân thể cũng cần thích hợp, chừng mực. Ít quá thì không hiệu quả, nhiều quá sẽ tổn hại cơ thể. Kiểm soát tốt cảm xúc và ham dục, cân bằng hỷ nộ ai lạc thì tự có niềm vui trong tâm, sống vui vẻ, khỏe mạnh và trường thọ. Và nên nhớ rằng, phép dưỡng sinh lớn nhất chính là thuận theo tự nhiên khi mệt mỏi chúng ta đều sẽ buồn ngủ. Thường thì ngủ một giấc dậy tinh thần sẽ sẵn khoái tỉnh táo, nhưng có người lại càng ngủ càng mệt. Sau đó, càng mệt càng ngủ, rơi vào một dòng tuần hoàn tiêu cực. Dưới đây là 10 nguyên nhân đơn giản khiến bạn càng ngủ càng mệt. 1. Uống trà đặc, cà phê trước khi đi ngủ. Trà đặc Cà phê là những loại thức uống có tính kích thích thần kinh, có chứa in khiến tinh thần phấn khích, nếu uống trước khi ngủ sẽ gây khó ngủ dẫn tới mệt mỏi. 2. Gối quá cao. Theo góc độ sinh lý, gối đầu cao khoảng 8 đến 12 cm là được. Gối quá thấp dễ gây sái cổ hoặc gây nặng đầu, sưng mắt do máu đi vào não quá nhiều gối quá cao sẽ ảnh hưởng đến hệ hô hấp dễ bị ngáy lâu dần sẽ dẫn đến khó chịu cho gáy hoặc gù lưng ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như dáng đi ba gối đầu lên tay hai tay đặt sau đầu khi ngủ ngoài ảnh hưởng đến tuần hoàn máu gây tê và đau tay thì còn dễ tăng áp lực ở bụng lâu dần sẽ gây diêm thực quản trào ngược 4. Động não quá nhiều trước khi ngủ. Nếu có thói quen làm việc và học tập vào buổi tối, hãy làm xong trước những việc gây đau đầu, còn trước khi ngủ hãy làm những việc nhẹ nhàng để não thư giãn, như vậy sẽ dễ đi vào giấc ngủ. Nếu không, não ở trong trạng thái hưng phấn, dù nằm trên giường cũng khó ngủ, lâu dần sẽ dễ bị mất ngủ. 5. trùm đầu khi ngủ do trời lạnh, rất nhiều người sợ bị lạnh đầu nên thích dùng chăn trùm đầu khi ngủ. như mọi người đều biết, khi che mặt sẽ dễ dẫn đến việc hô hấp khó khăn, cùng lúc đó nồng độ CO2 tăng cao, O2 liên tục giảm, thiếu bổ sung O2 cần thiết cho não bộ. hít thở không khí ẩm lâu ngày sẽ dẫn đến thiếu O2 gây ra ngủ không ngon giấc, dễ gặp ác mộng. Sau khi thức dậy thì sẽ chóng mặt, mệt mỏi, tinh thần sa sút, cực kỳ nguy hiểm đối với não bộ. 6. Tích lũy giấc ngủ. Cơ thể người không thể tích lũy giấc ngủ được, việc ngủ trước vài giờ để sau đó thức khuya không có nhiều tác dụng đối với cơ thể. Thật ra Cơ thể người chỉ cần một giấc ngủ chất lượng nhất định, ngủ nhiều không bằng ngủ say, ngủ nhiều cũng không có tác dụng gì đối với sức khỏe và da dẻ. 7. Ngủ bù Có người thích thức đêm rồi ngủ bù sao, nhưng hậu quả gây ra do đồng hồ sinh học rối loạn là không thể tránh được, dẫn đến buồn ngủ ban ngày, không tập trung mất ngủ ban đêm, khó ngủ khi soi gương có vẻ như già đi dài tuổi. 8. Nói chuyện quá nhiều trước khi ngủ Bởi vì nói chuyện quá nhiều dễ khiến não hưng phấn, tư duy hoạt động mạnh, từ đó làm cho chúng ta khó ngủ. 9. Cảm xúc kích động trước khi ngủ Vui, buồn, hờn, Giận của con người đều dễ khiến trung khu thần kinh hưng phấn hoặc rối loạn, làm cho chúng ta khó ngủ, thậm chí dẫn đến mất ngủ. Vì vậy, trước khi ngủ hãy cố gắng tránh quá vui, quá giận hoặc suy nghĩ lo âu, hãy để cảm xúc bình ổn. 10. Ăn no trước khi ngủ. Sau khi đi vào trạng thái ngủ, các bộ phận trong cơ thể sẽ hoạt động chậm lại, đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Nếu ăn trước khi ngủ, dạ dày phải tiêu quá nhanh, dạ dày chứa đầy thức ăn sẽ không ngừng kích thích não bộ. Khi não bị hưng phấn thì chúng ta sẽ khó đi vào giấc ngủ, giống như đông y có giảng, dạ dày không điều hòa, thì ngủ không ngon chẳng những ảnh hưởng đến giấc ngủ mà còn gây hại cho sức khỏe. Giấc ngủ rất quan trọng với mỗi chúng ta. Trong cuộc đời mỗi người, khoảng một phần ba thời gian là dành cho giấc ngủ. Xét theo ý nghĩa nào đó, chất lượng giấc ngủ quyết định chất lượng cuộc sống. Nếu bạn có những thói quen nêu trên vì sức khỏe của mình, bạn cần phải chú ý kịp thời điều chỉnh chính loại thực phẩm không nên ăn vào buổi tối để có giấc ngủ ngon thói quen ăn uống có tác động không nhỏ đến sức khỏe của mỗi người chế độ ăn uống không lành mạnh có thể dẫn đến mắc nhiều chứng bệnh khác nhau đặc biệt là vào bữa ăn tối ăn uống không hợp lý sẽ khiến các cơ quan không được nghỉ ngơi và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ bữa tối nếu ăn quá nhiều quá no thì sẽ khiến các cơ quan như dạ dày ruột gan túi mật lá lách vẫn phải tiếp tục hoạt động trong khi ngủ do đó nó sẽ truyền các tín hiệu đến đại não và khiến não ở trong trạng thái kích thích điều này khiến chúng ta bị ngủ mơ liên tục hoặc ngủ không sâu giấc nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian dài thì có thể khiến thần kinh bị suy nhược và dẫn đến một số bệnh tật khác. Thế nào là chế độ ăn tối lành mạnh? Ăn vừa đủ, không nên ăn quá nhiều và quá no. Thời gian ăn tối nên trước 7 giờ là tốt nhất cho sức khỏe. Nên ăn nhiều rau, ăn ít thịt nên ăn ít chất béo, dầu mỡ, các chất chứa nhiều canxi và khó tiêu. Chính loại thực phẩm không nên ăn vào buổi tối. Một, Thực phẩm chứa nhiều kem. Những loại thực phẩm này sẽ có nhiều chất béo. Nếu ăn vào bữa tối thì có thể đến giờ đi ngủ. Cơ thể không có đủ thời gian để tiêu hao. Thêm nữa, nếu lượng đường cung cấp cho cơ thể bị dư thừa thì nó sẽ được tự động tồn trữ và chuyển hóa thành chất béo. Một số nghiên cứu còn khẳng định, ăn các thực phẩm giàu đường và chất béo trước khi đi ngủ sẽ dễ bị gặp ác mộng. 2. Cần tây. Cần tây là một loại thực phẩm có tính chất lợi tiểu, nếu ăn nhiều sẽ khiến lượng nước tiểu nhiều hơn. Ăn quá nhiều cần tây vào bữa tối có thể khiến nhu cầu đi vệ sinh của bạn nhiều hơn và không ngủ được ngon giấc. Mặc dù cần tây có thể cung cấp lượng dinh dưỡng phong phú cho cơ thể nhưng hãy cố gắng hạn chế ăn loại rau này vào bữa tối. 3. Mỹ Ý Mỹ Ý, pasta, có chứa nhiều carbohydrate có thể giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn nhưng hàm lượng dưỡng chất dễ bị chuyển thành chất béo, làm thay đổi cả lượng đường trong máu. Điều này lại làm cho giấc ngủ bị ảnh hưởng hoặc dễ bị thức giấc trong đêm. Đặc biệt, nếu bổ sung thêm format, mát, bơ hoặc sốt cà chua trong pizza còn làm tăng gánh nặng cho hệ thống tiêu hóa của bạn. 4. Pizza Sốt cà chua trong pizza có độ axit cao, sẽ kích thích gia tăng axit pantothenic gây hại dạ dày. Thêm nữa, chất béo và pho mát có trong pizza còn dễ khiến bạn bị ợ nóng. Tất cả những điều này chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. 5. Kẹo Một nghiên cứu gần đây cho thấy 7 trong số 10 người ăn các đồ ăn giặt như kẹo trước khi đi ngủ có thể gặp ác mộng suốt đêm. Các chuyên gia suy đoán rằng lượng đường gluco trong não cao sẽ gây ra nhiều sóng não, dẫn đến những cơn ác mộng. 6. Ngũ cốc Ngũ cốc thường chứa một lượng lớn đường tinh luyện và các bo có thể khiến cho lượng đường trong máu của chúng ta tăng lên, do đó loại thực phẩm này cũng không thích hợp để dùng trước khi đi ngủ. 7 sô-cô-la. Hầu hết các loại sô-cô-la đều có chứa một lượng cà phê in nhất định, đặc biệt là cà phê in trong sô-cô-la đen có thể tác động đến hệ thần kinh, gây khó ngủ. Ngoài ra, còn chứa cả theo bromine, loại chất gây kích thích tim và khiến tim đập nhanh hơn. 8. Rượu Nhiều người cho rằng uống một chút rượu khi ngủ sẽ khiến dễ ngủ hơn, nhưng thực tế không phải vậy rượu có thể khiến người ta ngủ thiếp đi nhưng giấc ngủ này sẽ không kéo dài và sâu do đó không có lợi cho giấc ngủ ban đêm điều đáng nói là nếu lạm dụng rượu sẽ khiến chức năng tự ngủ của cơ thể bị suy giảm thường xuyên sử dụng sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng phải dựa vào rượu mới có thể ngủ được chín thịt đỏ Thịt đỏ có nhiều chất đạm và béo nên đòi hỏi cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn các loại thực phẩm khác. Do đó, muốn có một giấc ngủ sâu, bữa tối bạn nên tránh ăn thịt đỏ mà nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hóa hơn. Thân không bệnh, tâm không phiền là an lạc của đời người. Thi nhân la ẩn thời nhà đường từng giết, đắc tức cao ca thất tức hưu được thì hát gian, mất lại thôi. Nhân sinh có lúc thất ý, cũng có khi đắc ý. Khi đắc ý người ta thường kết giao nhiều bạn, tham gia vào những cuộc ăn uống vui chơi. Cũng bởi vì đắc ý, họ dễ vui mừng quá đổi, hưởng lạc xa hoa, linh đình vô độ, nào có nghĩ ngợi gì đến thân tâm. Khi đã mang bệnh, có muốn giữ gìn cũng đã muộn khi đã làm ra điều sai trái, có muốn hối hận cũng không xong. Bây giờ dẫu có vật chất thì người ta cũng không có năng lực đi hưởng thụ. Quả là nỗi bi ai của đời người. Nhân sinh hiếm khi không có điều thất ý, khiến cho địa vị, danh dự và tài sản bị hư hao. Khi ấy, rất nhiều người hiện đại sẽ suy sụp mà rớt xuống một cách thảm trọng kỳ thực sống trên đời cần giống như người xưa bảo trì sự cân bằng và khỏe mạnh cả về thể xác và tinh thần bởi vì lưu đắc thanh sơn tại bất phà một sài thiêu để cho rừng xanh còn sợ gì không có củi đốt cổ nhân sống tự do tự tại thuận theo tự nhiên ngày nắng đi cày ngày mưa đọc sách nên thân khỏe mạnh tâm an hòa Tục ngữ nói, người không có bệnh thì toàn thân nhẹ nhàng. Người ta trải qua một lần bị bệnh nặng, thập tử nhất sinh, thì sẽ hiểu sâu sắc được sự trân quý của thân không bệnh. Người hiện đại ở vào tuổi tráng niên, thanh xuân tươi trẻ, thì đều hăng hái, sông sáo, mặc sức tiêu hao sinh lực. Điều được cho là hạnh phúc nhất chính là có một tình yêu đẹp, một sự nghiệp thành công có nhà cao cửa rộng. Nhưng một khi bước vào tuổi trung niên, lão niên, thân thể bắt đầu đi xuống, người ta mới hiểu được tầm quan trọng của việc bảo tồn sinh lực, mới bắt đầu tìm hiểu về dưỡng sinh. Xưa nay, nhiều người vì áp lực học tập, công việc, gia đình mà khiến cho thân thể bị suy yếu mệt mỏi. Để cải thiện tình trạng này, họ thường sử dụng thuốc thức ăn bổ dưỡng. Việc này tương đối phổ biến. Nhưng trên thực tế, nếu một người chỉ muốn dựa vào thức ăn bổ dưỡng để hy vọng được khỏe mạnh trường thọ thì chưa đủ. Bởi vì chất bổ dưỡng trong đồ ăn chỉ đáp ứng được yêu cầu dinh dưỡng của thân thể xác thịt mà thôi. Đông y cổ đại dẫn giảng rằng nội tâm lương thiện khiến con người bình thản, ôn hòa, từ đó khí quyết thông suốt khỏe mạnh một người chỉ cần có tâm chính thì khí tất sẽ chính khi đã có khí chính thì hình thể tất cũng sẽ chính trên thực tế có rất nhiều loại bên nan y này là do nội tâm của con người gây ra chẳng hạn y học hiện đại cũng thừa nhận rằng khi chịu áp lực lớn hay lo lắng thì người ta thường hay bị đau dạ dày Đông y cổ đại có một bộ lý luận rất hoàn chỉnh về vấn đề này, giảng rằng luân lý đạo đức, ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính là có ảnh hưởng rất lớn đến thân thể người. Cụ thể ngũ thường ảnh hưởng đến ngũ tạng như sau, nhân đối ứng với gan, lễ đối ứng với tim, nghĩa đối ứng với phổi, trí đối ứng với thận, tính đối ứng với tỳ. Vậy nên trong sách Xuân Thu Bàn Lộ, Đỗng Trọng Thư viết nguyên nhân khiến người nhân ái, từ tâm được trường thọ là vì họ bên ngoài không tham mà bên trong thanh tĩnh. Tâm bình khí hòa mà không mất đi sự công bằng chính trực, đạt được điều tốt đẹp của thiên địa, lấy đó dưỡng thân tâm, chính là vừa có được trường thọ vừa chế ước được ngôn hành của bản thân cao tăng vô môn tuệ khai thời nhà đường bàn rằng mùa xuân có trăm hoa nở mùa thu có ánh trăng mùa hạ có gió mát mùa đông có tuyết rơi nếu trong tâm không có lo phiền thì đó là tiết trời đẹp nhất bất kể thế gian biến hóa như thế nào chỉ cần nội tâm chúng ta không bị ngoại cảnh chi phối dẫn động luôn bảo trì được tâm tình lạc quan yên vui thì hết thảy dinh nhục thì phi được mất sẽ không quấy nhiễu được chúng ta khi ấy thế giới trong tâm chúng ta sẽ rộng lớn vô hạn trong tâm không lo phiền thì tất thân thể sẽ an định tâm vô sự là không để tinh thần bị khống chế bị ràng buộc bởi thị phi của cuộc đời dẫu là lúc bận rộn hay nhàn nhã thì vẫn có thể bảo trì được sự bình thản tự do người ta chỉ có không bị thăng trầm quấy nhiễu không bị tình sắc cám dỗ không bị vật chất mê hoặc thì mới có thể thưởng thức được hương vị chân chính của cuộc sống hương vị chân chính của sinh mệnh ngày nay rất nhiều người đem toàn bộ cuộc sống đánh đồng với sự giành vật và tranh đấu căng thẳng và lo âu bởi vì bận và dội rất nhiều người đã không còn biết đến cảm giác thông dong, điềm tĩnh. Thật ra khi thực sự cảm thấy mệt mỏi, hãy bớt chút thời gian, rời xa nơi ồn ả, thưởng trà, đọc sách, tản bộ để lấy lại sự cân bằng trong tâm. Ngàn dạng lần đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu một người sống mà trong tâm không lo phiền thì hết thảy những thứ họ có được đều sẽ mang đến cho họ sự sung sướng vui vẻ. Người như vậy cũng sẽ cảm nhận được sự ấm áp nơi thế gian. Phật gia giảng rằng người tu luyện không vì chuyện quá khứ mà đau buồn, không cầu những chuyện chưa tới của tương lai, luôn thấy đầy đủ, thỏa mãn, bởi vậy mà luôn lộ ra vẻ an hòa, tĩnh tại. Cũng như vậy, nho gia đề sướng không lo không sợ, thản nhiên giới được và mất đạo gia thì hướng đến sự tiêu diêu tự tại thuần tịnh và giản đơn nguyên lý của việc tu tâm dưỡng tính bởi vậy có thể coi như quy về một mối